dừng lại ngay, cô ấy đang nhìn kìa. Chắc chắn tôi có thể đánh bại cô ấy. Xem đây. Đừng lắm, tự tớ cũng nhảy. Dừng lại, cô ấy đang nhìn. Cô sẵn sàng chưa? Quẩy lên nào. Ôi không, đúng là cô ấy đang nhìn mình. Ok, chuẩn bị mà châm chồ này. Cô ấy sẽ mê điệu nhảy của mình. Ôi không, bị đập rồi, tạm biệt. Chà, thôi tụi mình nhảy tiếp đi. Chờ chút, tụi mình gần đến đích rồi. Không nhảy nữa, chạy qua mau. Thành công xuất sắc luôn, tuyệt cú mèo. Ơ, sao cô ấy lại nhìn nữa rồi? Hơi bị đáng sợ đó nha. Hả, có lưới á? Lại còn cọc nhọn nữa. Wow, đúng là ấn tượng quá nhở. Ê, nhìn đằng kia kìa, có lính canh của trò chơi kìa. Anh ấy đưa cho tụi mình hamster nhỏ nè. Ủa anh gì ơi, thế em có được hamster nhỏ không? Yeah, ta cũng có này. Dễ thương y như của cậu nha. Khoan, anh muốn tụi em đưa hamster qua đấu trường này sao? Được rồi em, các em chắc chắn làm được mà. Ok em ơi, sẵn sàng chưa nào? Đi, mau đi nào, em làm được mà. Đánh bại bạn hamster kia đi. Yes, em ấy trèo qua tường rồi. Chuẩn luôn, lựa chọn hay đấy. Lên đó đi cưng. Wow, em ấy vượt qua lưới dễ dàng chưa kìa. Ôi trời đất, em ấy phải là chú hamster lực lưỡng nữa đấy. Này, em đang làm gì vậy? Em phải trèo lên lưới chứ. Ơ kìa, em đang tụt lùi đấy. Thua mất thôi. Ôi trời ơi, quay lại trèo lưới đi. Đúng rồi, chuẩn. Quay nhanh thật nhưng em qua được mà. Chị tin tưởng ở em, chuột nhỏ ơi. Sợ muốn xỉu luôn, nhưng em đã thành công. Yes, tuyệt quá, em đi qua cọc nhọn rồi. Ok, giờ cứ bình tĩnh nhá. Oh, trời ơi, chuột của mình rơi xuống hố rồi. Khoan, cái gì đây? Mặt tôi bị đập rồi. Ew. Này, mặt cậu luôn kìa. Mà em làm tốt lắm nha, chân nhỏ. Tiếp tục nhé. Tuyệt, em đi qua được cây gỗ xoay rồi. Xong, tận hưởng phần thưởng đi nào. Biết nghe mới sẽ thành công mà. Gì đây? Phú Mai à? Mau mâm thôi nào. Ok ok, hít thở sâu vào. Mình làm được mà. Chỉ cần chọn đúng ô thôi, đơn giản mà. Nào, không cần đẩy đâu. Mini, mini, mu. Được rồi, chắc là mình sẽ chọn ô này. Mong là mình chọn đúng. Tích xanh rồi, nhẹ cả người. Ok, phải chọn ô tiếp theo. Mình thấy tự tin hơn rồi. Được rồi, lại ô bên này đi. Hôm nay mình cũng hên đó. Không có lừa được chị đâu nha, thiên tài mà. Ủa khoan khoan, X á? Không không không, không thể tin nổi mà. Trò này chẳng vui chút nào. Ok, bình tĩnh nào, mình làm được mà. Nhìn nè, hai ô đầu dễ ợt, mình đã biết phải bước lên ô nào rồi. Nhưng giờ sao đây? Không được dừng lại, chọn tiếp đi. Vâng vâng, xin lỗi ạ, em đi. Thôi, nhất định phải gọi trợ giúp thôi. Gọi bà đồng đi. Hình như có người gọi. Hello. Con không biết chọn ô nào cả, giúp con với. Cô hiểu, để cô xem bài dẫn đường chỉ lối cho nhé. Được rồi, thú vị đấy. Cô đã tham khảo các lá bài, hãy chọn phải. Phải ạ, vâng ạ, con sẽ đi bên đó. Mong là phải. Xin lỗi nhé, đùa nhạt nhẽo, con lo quá mà. Ôi trời đất, yes, là tích xanh rồi, cảm ơn cô nhiều. Được rồi, tiếp theo con phải chọn ô nào. Được rồi, lại phải nhé. Vâng vâng, con xin nghe theo. Yes yes yes, lá bài lại đọc đúng rồi. Nào nào, tiếp theo, bên nào đây ạ?
Yes, đúng tiếp rồi. Con vượt qua rồi và không bị xịn lên mặt đấy. Dã man, tiền bay là tả luôn, tuyệt vời. Tốt, lại một khách hàng hài lòng. Làm tốt lắm bài tarot. Cậu nói đúng. Ôi không, lại một lính canh nữa đến kìa. Anh ấy đưa gì cho chúng mình vậy? Là kẹo tổ ong nè. Các bạn có 5 phút để hoàn thành thử thách này. Gì cơ? 5 phút thôi á? Nghĩ thành gần quá. Ôi mẹ ơi, sợ toát mồ hôi. Phải bắt đầu ngay thôi. Có cái kim đây rồi, làm ngay mới kịp được. Phải tách được hình tròn này ra không vỡ. Cây kim này không ăn thôi thì rồi. Ơ nè, có máy xế của mình. Chỉ cần làm nóng kẹo lên, thế là ổn. Nhanh nhanh, chỉ có 5 phút thôi. Ôi không, bị dùng hết nửa thời gian rồi. Ok, hay là thử liếm xem sao. Không, 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 ok, lại dùng kim tiếp nào. Gần được rồi. Yes, thành công rồi. Nhìn này, em tách được rồi. Ừ, tôi đấy. Kết quả của em thì sao? Kết quả? Em còn chưa thèm bắt đầu. Giờ em mới ra tay đây, xử lý nào. Kẹo này ngon phết chứ chẳng đùa. Và đây rồi, thế là xong. Gì vậy? Đã xong rồi á? Sao thế được? Tại em chơi trò này quá giỏi thôi. Đúng vậy, anh thấy sao hả ngài đeo mặt nạ? Bình tĩnh, mình phải tỏ ra công bằng. Sao anh nhìn em chằm chằm thế? Ôi trời ơi, con chưa bao giờ được hạnh phúc như lúc này. Khoan, gì vậy trời? Sao lại thế này chứ? Sang trò tiếp theo nào. Tớ nhất định thắng ở vòng này. Được rồi, đã đến lúc kéo dê của chúng mình. Chúng vào cái gì đây? Hồi hộp quá đi mất. Yes, vậy là mình được chiếc donut nhìn ngất xỉu này. Mình thì lấy chúng nửa quả chanh, chắc phải ăn rồi. Đắng muốn chết luôn. Ghét quá đi mất. Đây là vòng yêu thích của tớ đấy. Xong rồi, tớ có thể chơi tiếp luôn, cậu thì sao? Được rồi, tớ sẽ thử thêm một lần nữa. Mong là lần này kết quả sẽ tốt hơn. No 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 no. Một trái ớt à? Trời đất, sao bất công quá vậy? Ok, chuyện gì, ớt này đã cay. Không, không, mình sai rồi. Cay quá, cay chết mất. Ôi trời ơi, cậu ấy đang lao ai oái kìa. Không chịu, không công bằng, chúng ta phải chọn lại. Gì cũng được thôi, nhưng tớ no chết rồi. Yes, cuối cùng cũng được kem tươi, hết sảy luôn. Con, anh làm cái gì vậy? Đầy mặt cậu luôn kìa. Dù sao vẫn có thể ăn được gì đó. Tớ không tin cậu nói thế luôn. Hay dã man. Trò chơi cuối sắp bắt đầu. Ôi không, lính canh quay lại. Cậu nghĩ sẽ có trò gì đây? Khoan, anh ấy đang đưa mình bi này. Tại sao? Chúng mình phải làm gì với bi cơ chứ? Thì chắc là chơi trò gì đó thôi. Có trò gì để chơi với bi nhỉ? Ê, đấu ngón cái được không? Ừ, ý hay đó, chơi luôn vào ngay. Chắc chắn tôi sẽ đánh bại cậu. Còn lâu, tôi chơi trần này thành bậc thầy rồi. Cậu ngọ nguậy gì dữ vậy? Đừng cử động nữa. Cứ thế này sao thắng được? Rồi, cậu sẵn sàng cho trò tiếp theo chưa? Thích thì nhích, trận vật tay xin được bắt đầu. Cậu tưởng có thể thắng tớ à? Xuống đi là vừa, mới thôi. Cậu khỏe thế. Tại tớ tập thể dục đấy, nâng tạ suốt. Ok, tụi mình lại cân tài cân sức quá cơ. Phải có trò gì để phân biệt thắng bại chứ. Khoan, tớ có ý hai cực. Kéo búa giấy. Điên cả người, tớ bị lắm rồi, hết trò. Cứ thế này đến mai mất. Thôi thôi thôi, đủ rồi, giờ anh cũng tham gia. Đó, kéo cắt giấy nhé. Yes, cuối cùng cũng xong rồi. Sẵn sàng rồi, hãy trao cho họ đi. Thế nghĩa là sao? Lạnh chết mất. Còn ớt chứ, đáng ghét.
Bạn nghĩ mình có thể thắng trò nào? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với đám bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này nha.